Mình là người cháu đầu tiên, tức là cháu trai cả của ông. Mình tên là Nguyễn Hoàng Phương Minh. Mình là cháu ngoại của ông Hoàng Văn Khôi. Tôi là Hoàng Văn Khôi, là nhà giáo đã nghỉ hưu rồi, và là ông ngoại của cháu Nguyễn Hoàng Phương Minh. Cách đây một năm, nhà giáo Hoàng Văn Khôi và họa sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Phương Minh đã từng là nhân vật của chương trình Ngôi Nhà Thế Hệ Số được phát trên VTV6. Trong gia đình, hai ông cháu cũng là hai người bạn tâm giao. Theo cái chỉ thị 16 thì mình là công dân là phải tự giác chấp hành cái chỉ thị đó, cho nên là tôi này giờ là mẹ con nhà Phương Minh là đều tự cách ly ở nhà cả, nhưng mà vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại và vẫn nhắc nhở mình rằng là cái lớp vẽ của các cháu nhỏ của Minh nó mở ra đấy, thì vẫn phải tiếp tục hướng dẫn các cháu nó tập vẽ ở nhà. Khi chúng tôi vẫn vận hành cái guồng quay công việc bình thường thì các bạn học sinh vẫn đến lớp, vẫn tham gia những cái buổi học trực tiếp với các thầy cô. Nhưng mà dịch bệnh thì nó đã vô tình là làm gián đoạn đi cái quá trình đó của các thầy cô cũng như là các con. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng nếu như mà trong cái thời gian dịch bệnh như này thì tại sao chúng ta không thử làm một cái việc mà kết nối qua cái kênh online, giúp cho các con có vẫn duy trì được cái ngọn lửa của mình đối với cả nghệ thuật, đối với cả những cái công việc sáng tạo, mà vẫn giúp cho thầy cô nuôi dưỡng được cái tình yêu của mình đối với nghề. Nó sẽ giúp lan tỏa được những cái suy nghĩ, những cái giá trị tích cực đến các bạn nhỏ. Khi mà các thầy cô hướng dẫn các con thông qua cái kênh, các phương tiện là online, thì các thầy cô sẽ giúp cho bố mẹ trong cái việc là định hướng cho các con là chọn cái gì để chơi, chơi như thế nào cho đúng. Và cái việc chơi đấy nó cũng góp một cái phần để nâng cái sự sáng tạo, để phát huy được cái trí tuệ của đứa trẻ một cách tối đa nhất. Và để khuyến khích trẻ em sáng tạo, Sở Nghệ thuật Atri còn tổ chức một cuộc thi tranh online với chủ đề Chiến binh chống Corona. Dường như những công việc của thầy và trò Sở Nghệ thuật Atri vẫn tiếp tục trong mùa dịch. Trong cái khoảng thời gian gần đây thì chúng ta được quan sát rất là nhiều những cái trào lưu ở trên mạng. Ví dụ như là chúng ta nghe thấy những cái bài hát như là Gencovi, chúng ta thấy những cái điệu nhảy mà để cổ vũ cho cái việc là tại sao chúng ta phải đeo khẩu trang, chúng ta phải rửa tay. Rồi rất là nhiều những người nghệ sĩ, những người nổi tiếng, họ đã lên trên mạng, họ kêu gọi vận động tất cả toàn dân cùng nhau bảo vệ bản thân và cách ly ở tại nhà để bảo vệ sức khỏe cho những người khác trong cộng đồng. Thì tôi nghĩ rằng là không có lý do gì mà Sở Nghệ thuật Atri của tôi lại không tạo ra một cái trend như vậy để góp một cái phần tiếng nói của mình, dù nhỏ thôi, nhưng mà sẽ thúc đẩy cái trào lưu mà sống một cách văn minh, một cách bảo vệ cái sức khỏe và theo đúng những cái sự hướng dẫn của chính phủ. Cái quan hệ ông cháu trong một gia đình bình thường, thế nhưng mà nó sâu hơn ở chỗ là phải biết lo toan cho nhau, nhắc nhở cho nhau. Bởi vì giờ cái con virus này là nó không chờ mọi ai cả, thế cho nên là nếu như không đề phòng cẩn thận mà lại có người nào mà dương tính với chỗ này trong gia đình mình thì rất mệt. Cho nên là cái sợ lo âu, sự nhắc nhở chính là từ cái tình thương gắn bó trong gia đình. Trong thời gian ở đây thì mình tự lo liệu lấy, tự thổi cơm, làm việc ở nhà và tập luyện. Tôi có cái xe đạp mà tập kia, hàng ngày là ra đấy tập ở ngoài sân đấy. Đây là đây không khí nó cũng là thoáng đãng, cho nên là mình ở đây cũng cảm thấy nó dễ chịu. Dịch bệnh này ngoài những cái điều mà nó tiêu cực mang đến cho xã hội thì nó cũng mang lại một phần nào đấy những cái giá trị tích cực. Nó giúp cho chúng ta hiểu được là chúng ta còn có những người thân yêu bên cạnh. Khi mà có những cái biến cố xảy đến thì cái sự gắn kết, sự yêu thương, sự đồng lòng của những thành viên trong gia đình sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những cái ngày tháng giông bão như thế này.